Trộm cướp luôn là những đối tượng nguy hiểm của xã hội khi chúng thường nhắm đến mục đích cướp đoạt tài sản mà không màng đến an toàn cũng như là sự mất mát của nạn nhân. Thế nhưng, trộm thì cũng có trộm này trộm kia, cũng giống như trường hợp mới xuất hiện trên mạng xã hội sau đây. Không chỉ trả lời tin nhắn một cách tỉnh bơ mà còn đưa ra lời hứa hẹn chắc nịch dành cho người bị mất đồ. Cụ thể, một cư dân mạng mới đây đã chia sẻ về trải nghiệm cười ra nước mắt khi gặp phải tên trộm vui tính. Theo câu chuyện, nam thanh niên kể, sau 2 năm đi làm và tích góp, anh chàng cũng đã đầu tư cho bản thân một chiếc xe máy xịn sò. Thế nhưng, vui chưa được bao lâu, thì trong một ngày, chiếc xe mới con của nam thanh niên bị kẻ gian trộm mất. Hơn nữa, mọi đồ đạc như ví tiền, điện thoại để trong cốp xe cũng đã theo chân kẻ trộm mà đi. Nam thanh niên này sau đó mới đánh liều, nhắn tin hăm dọa, hùng hổ đòi tên trộm trả chiếc xe cho mình. Thế mà tên trộm kia lại trả lời tin nhắn thật, thậm chí còn bình tĩnh trả lời rằng chỉ mượn xe đi tán gái vài hôm rồi trả. Đáng nói, tên trộm này còn liêm sỉ chốt hạ lại bằng một câu, tin tôi đi. Cộng đồng mạng cũng đã để lại rất nhiều bình luận hài hước về tình huống dở khóc dở cười của chủ nhân bài đăng. Mất chiếc xe giá trị đã đành, lại còn gặp phải một tên trộm vui tính như thế này. Nhiều cư dân mạng còn hài hước chia sẻ rằng giờ chỉ mong tên trộm kia đi tán gái thành công, chứ không thì chẳng biết bao giờ chiếc xe kia mới về lại cho chính chủ. Gặp phải một tên trộm như thế này, đến cả người bị mất đồ cũng không biết phải nên khóc hay nên cười nữa. Quả nhiên, trộm thì đúng là có trộm này trộm kia. Nhưng đến độ trộm xe để đi tán gái vài hôm rồi trả lại như thế này thì quả thật đến bây giờ mới được tận mắt diện kiến.